Đấy, gửi lời chào trân trọng đến toàn thể các bác đam mê săn bẫy. Hôm nay thì đưa đến cho toàn thể các bác về hai cái mẫu mẹt bẫy bìm bịp này. Đây là hai chiếc mẹt mà em đang gửi đến toàn thể các bác và các bác đang được quan sát trên màn hình. Đấy, mẹt này là mẫu mẹt hai mặt mà bên em đang cung cấp đến toàn thể các bác thợ săn bẫy và được các bác đón nhận rất là mạnh. Đấy, chính vì vậy mà em muốn đưa đến cho các bác về một cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này. Ở đây thì các bác đang được nhìn thấy đây là một cái dòng mẹt, mẹt này có thể đặt đất và treo cây được với cái giá trị cực kỳ là sốc nếu bác nào có quan tâm. Một xíu video nữa thì em sẽ gửi đến các bác cái phần giá cả. Trước tiên thì sẽ đưa đến cho các bác về cái chi tiết về chất liệu của mẫu mẹt này. Mẹt này các bác nhìn này, phần cầu tử bên em thiết kế rất rộng, rộng đến hơn 20cm cơ. Để giúp các bác có thể tăng cái khả năng, tăng cái hiệu quả khi mà con bịp nó đi vào đây và nó sập bẫy. Đấy, các bác đặt một con bịp mồi như thế này chẳng hạn thì chỉ cần con bịp sống khi mà nó xuống nó muốn đánh cái con mồi này thì nó chạm vào đây là nó sẽ sập bẫy nhá các bác nhá. Và hơn thế nữa thì mẫu mẹt này bên em có làm thêm cho các bác đây. Đây, ở hai bên mẹt sẽ là hai cái lồng nhốt mồi dành cho các bác nhốt mồi sống, ví dụ như là nhái hoặc là dế này. Đấy. Với cái mẫu mẹt hai mặt này thì ưu điểm nổi trội của nó đó là các bác vừa có thể treo cây được, vừa có thể đặt dưới đất được. Các bác nhớ nhé, đây là mẹt hai mặt chứ không phải là lùm hay là lồng. Đấy, với mẫu mẹt hai mặt này thì ngoài có thể treo cây đặt đất thì các bác nhìn nhá, một bên các bác có thể đánh được con mồi giả này, một bên thì các bác có thể nhốt mồi nhái, mồi thức ăn như thế này, đánh cả hai mặt luôn. Đấy, khi mà con bịp nó xả xuống nó có thể đánh con mồi giả hoặc là nó ăn con mồi thật. Đấy, những cái con nhái hoặc là con dế mèn mà các bác sử dụng làm mồi thì các bác có thể đánh được cả hai mặt. Đấy, hiệu quả tăng gấp đôi khi mà các bác sử dụng so với mẫu một mặt là tăng sẽ gấp đôi lên nhé. Ở đây, ở cái phần gài này thì em lưu ý cho các bác này, trong quá trình sử dụng nhé. Đấy, bên em sẽ để cái phần lẫy gài này rất là dài. Đấy, để làm gì để về các bác tự căn chỉnh. Ví dụ về mà các bác muốn cái độ nhạy ấy, thì các bác chỉ gài mớm thôi. Thì các bác có thể cắt bớt cái này đi, hoặc là các bác có thể bẻ cong lên cho em một xíu nữa. Đấy, bẻ cong hơn thì các bác gài mớm thôi. Thì con bịp nó chỉ cần chạm sẽ khẽ chạm vào cái phần cầu tử này thôi là nó sẽ sập bẫy này. Phần cầu tử này thì bên em cũng sẽ bọc bằng một cái lớp chun. Đấy, cực kỳ đẹp và chắc chắn. Đấy, lò xo cũng rất là mạnh và khỏe nhá. Hơn thế nữa thì đây là một cái mẫu mẹt với chất liệu là bằng kẽm nên là cực kỳ chắc chắn. Em đảm bảo đến 100% khi mà các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng, tất cả các bác sẽ ưng cái mẫu mẹt này cho mà xem. Đấy, đây là mẫu mẹt bẫy bìm bịp. Đấy, các bác có thể để mùi giả ra đằng trước này cũng được này. Đấy, ra đằng trước này như thế này cũng được. Đấy, thì có rất nhiều cách để các bác có thể sử dụng mồi giả. Còn đây cũng sẽ là một chiếc mẹt, nhưng chiếc mẹt này em sẽ, các bác nhìn đấy, em chưa gài lên để cho các bác nhìn thấy nguyên bản nhất của một trong những cái mẫu mẹt và bán chạy nhất hiện nay. Đấy, đây là mẹt bẫy bìm bịp, chất liệu và những cái khung này bằng khung thép đi 4 hết nha các bác nhé, 4 ly. Đấy, xin lỗi các bác, không phải 1 ly tư mà là 4 ly nha các bác nhé. Đấy, thép chịu lực rất là cứng và được sơn tĩnh điện màu đen như thế này. Sơn tĩnh điện màu đen, đấy, ngụy trang màu đen luôn, kể cả phần lưới. Đã kèm theo là sẽ các bác mua thì các bác cũng có thể mua thêm bịp mồi giả như thế này để đánh mẹt nó hiệu quả hơn. Và để một trong những cái phụ kiện không thể thiếu đi bẫy bìm bịp hiệu quả hơn, chắc chắn là cần tiếng gọi rồi. Tiếng gọi thì em sẽ đưa đến cho các bác một trong những cái dòng loa mà được các bác thợ mua đến 90% hiện nay trên thị trường. Dòng loa US898. Dòng loa này thì cái sân của nó sẽ là màu dàn di, cực kỳ là đẹp và ngụy trang tốt. Đây là dòng loa loại 1 nên nó sẽ có 3 tính năng chính. Tính năng đó là các bác có thể mở chạy thẻ này. Đấy, các bác có thể bắt Bluetooth này. Và các bác có thể nghe đài FM. Đặc biệt là dòng loa loại 1 thì các bác có thể sử dụng được pin dự phòng cắm vào đây. Nó sẽ nhận ngay cái pin dự phòng nếu mà dòng loa loại 1. Còn dòng loa loại 2 thì nó sẽ không nhận pin nha các bác nhé. Đấy, và các bác có thể thay thế được pin trong loa. Thay thế được pin trong quá trình mà sử dụng lâu ngày pin nó bị hỏng ấy thì các bác có thể thay thế được. Ngược lại thì với dòng loa thì những cái chức năng đó thì nó không thể thay thế nhé các bác nhé. Phụ kiện đi kèm của một chiếc loa sẽ gồm thân chính là một chiếc loa này. Đây, đúng không ạ? Ba quả pin điều khiển. Đấy, một chiếc mic nói. Một chiếc dây đeo loa, một chiếc điều khiển và một chiếc sạc loa. Đây là tất cả những phụ kiện của dòng loa. Còn bác nào mua thẻ này, mua pin dự phòng thì bên em sẽ tính tiền thêm nếu các bác có nhu cầu. Đấy. Mọi chi tiết thì các bác liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại em đang ghi vào phần góc màn hình.
Rất là mong sẽ được gửi những cái phụ kiện tuyệt vời này gửi đến các bác mà đam mê bẫy mình vịt. Và hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.